À, trong cái khu trung tâm lần này á, chúng ta sẽ có những cái không phải như sao bên cái khu vực nhà tù đã được xây dựng rồi. Bây giờ ở trong nhà tù chắc hẳn là có tù nhân đó các bạn ơi. Khu vực nhà tù thì nó sẽ nằm ở đâu? Đó chính là ở bên cái đồn cảnh sát nha. Mà đồn cảnh sát thì nằm ở đâu? Ai mà biết đâu, tôi đang tìm nè, tôi không biết, tôi mới hỏi mấy ông nè. Chán dễ sợ luôn rồi, bullet rồi, tôi đã thấy đồn cảnh sát rồi. Hiện tại là rất nhiều bạn đang đến đồn cảnh sát để tham quan luôn các bạn. Bạn lần kia nói tại sao nó không mở cửa kìa. Mình nghe nói là đã mở cửa rồi mà ta, tại sao bây giờ lại không mở cửa? Riết đi, tôi muốn đi vô nhà tù, tôi muốn đi tù, tôi muốn đi tù dữ lắm rồi, tôi muốn đi tù. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan cái đồn cảnh sát nha các bạn ơi. Thì thế đen đen đen, wow, Bullet Tyson, người bạn đáng tin cậy của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan trong cái đồn cảnh sát này xem coi nó có cái gì nha. Ở bên đây là cái gì? Cái gì? Tất nhiên là cái ghế lên kia để ngồi. Ví dụ như các bạn có một cái vụ án gì đó cần báo án thì các bạn hãy đi đến cái quầy cảnh sát và các bạn hãy tường trình cái vụ án mà các bạn đang gặp phải. Rồi sau đó các bạn hãy quay về cái vị trí ngồi và chúng ta cùng nhau để cái kết quả. Và tiếp theo ở bên đây là những cái huy chương thành tích mà cái đồn cảnh sát này đạt được nha. U là trời, quá là xịn sò luôn ha. Không có thấy cái chữ gì hết các bạn ơi, toàn là thấy cái huy hiệu không à. Đủ ghê chưa vậy, ghê chưa vậy. Đủ ở đây có bồ đàm luôn nè, trời ơi, bồ đàm luôn. Rồi đây là điện cầu vàng nữa. Ôi, quá trời nhiều luôn. Rồi ở đây là chỗ cho nhân viên làm việc nha. Mà cái trạm cảnh sát này nó ngộ lắm các bạn ơi, nó không có trật tự đó. Các bạn có thể lên, các bạn sử dụng máy tính của nhân viên. À, máy tính bây giờ ở trong đồn cảnh sát nó sẽ lên hình đàng hoàng nha các bạn, chứ nó không còn là phế vật giống như những cái máy tính ở những khu khác nha. Đấy, khi các bạn ngồi dùng ghế là máy tính nó sẽ tự khởi động cho các bạn luôn, rất là xịn sò nha. Rồi tiếp theo đây, bên đây là cái gì đây? Cái chỗ này là của ai đây? Để lên ngồi cho rồi. À đủ máy tính khởi động luôn kìa, mà cái hàng chữ này là hàng chữ gì không thấy được các bạn ơi. Chỗ này chắc là một cái chỗ khu vực của ông sếp lớn dùng để điều hành, là giống như là trưởng của cái phòng ban cảnh sát này vậy các bạn. Đây đây đây, trong đây còn có phòng cảnh sát trưởng nữa là các bạn, để mình đi vô trong đây mình tham quan nha. U là trời, phòng cảnh sát trưởng ở đây có một cái bể cá. Bể cá này chúng ta không thể nào chúng ta sử dụng được ha. Nếu mà sử dụng được thì bỏ vài con cá vô đây chơi nha các bạn. Nghe đây là cái khu vực để cảnh sát trưởng ngồi uống nước trà tiếp khách, những cái người khách cấp VIP pro nha các bạn. Đây có một bạn lên ngồi cái ghế của cảnh sát trưởng này nè các bạn ơi. Đù, phòng cảnh sát này tự do vãi các bạn ơi, không có an ninh gì hết các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ tham quan đến cái khu vực khác nha các bạn. Ủa là trời, bên đây là cái phòng họp hả? Wow, trời giống như là họp cổ đông, hội đồng quản trị. Alo các bạn, mời các bạn lên đây, các bạn ngồi họp với mình cái coi nè. Mời các bạn vô đấy rồi. Đó, bạn xanh nè đã vô phòng họp rồi. Hôm nay tôi có bắt đầu một cái cuộc họp như thế này nha. Tôi sẽ triển khai một cái dự án đó, chính là tàu la biết đâu nha. Chúng ta sẽ đi điều tra và bắt cóc những cái cư dân, ổ lộn, chúng ta sẽ đi điều tra và bắt cóc những cái người bắt cóc, những cái cư dân bắt cóc. Ủa ta đang nói cái gì vậy ta? Xàm xí quá, kho vũ khí. Ừ trời ơi, ghê vậy. Đù, trời trời, đây là súng không luôn các bạn ơi. Kinh vãi cha đậu luôn. Đây, đây là kho vũ khí nè. Ở súng hạng nặng AK đồ, trời ơi, đầy đủ các thứ các kiểu luôn các bạn ơi. Mà có điều là chúng ta không thể nào chúng ta lấy súng ở đây được. Tôi mà lấy súng ra được thì tôi sẽ bắn bùm 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 chiêu, bắn những cái đứa mà hay cho tôi ăn cơm chó, tôi ghét chịu lắm. Mà có điều là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta lấy súng ở đây được các bạn. Không có xí khí cực kỳ xịn sò luôn các bạn. Chỗ này chúng ta có thể ngồi nè. Đây, ở đây thì có một cái bình chữa cháy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu vực khác. Mấy cái hộp này mở được không ta? Không được các bạn ơi. Đây là chỗ cái kho vũ khí, những cái hộp này cũng chứa đựng vũ khí nha các bạn. À, trong cái khu vực này nó sẽ có một cái quầy bán nước. Đây, cái quầy bán nước tự động nha các bạn. Đó, các bạn có thể mua nước ở đây để các bạn uống nha. Nãy giờ review cũng khác quá, mua ly nước ép cam uống chơi cái nào. Bây giờ sẽ đi vô nhà tù. Cái chỗ này là cái chỗ để chúng ta thăm nuôi tù nhân nha các bạn. Thì bạn nào thích đóng phim hoặc là bạn nào đã xem phim về nhà tù thì các bạn sẽ biết cái khu vực này nha. Bạn nào thích quay phim thì các bạn có thể vô cái khu vực này để các bạn có thể là đóng phim thì rất là hay nha. Đó, ở đây thì các bạn có thể nói chuyện với người thân nha. Đó, có một người bạn đứng ở trong trỏng rồi kìa. Alo alo, bạn có nghe mình nói gì không? Dạo này ở trong tù à, chắc là ăn uống cũng ngon lắm nha, nhìn bạn nó hơi mập á, da dẻ nó cũng hồng hào bạn. Tức là trong tù này đối xử với bạn này cũng rất là tốt và chế độ rất là ok rồi. Wow, ở đây là ông cảnh sát trưởng nè các bạn. Ông đang than là chán quá đi, chán quá đi. Mấy bà mấy ông khóa ông cảnh sát trưởng quá trời, mà biểu sao ông cũng chán đúng không các bạn? Ừ, để mình sẽ đi vô đây mình trải nghiệm làm tù nhân, là một cái cảm giác tù nhân nó như thế nào các bạn.
Nhìn giống như là bị nhốt bỏ tù thật sự luôn các bạn. Mình bị giam và đã cứu 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 từ ấy thả ra thả ra thả ra. Đây sẽ là một cái những cái phòng giam khác. Hiện tại là có rất là nhiều những cái tù nhân đang ở trong tù luôn. Có vẻ như một số người bạn đang rất là thích thú với việc là bị giam ở trong tù. Đây là cái nhà tù các bếp màu đồ. Ngoài sau khi rửa mặt xong qua đây có thể ẻ một bãi luôn. Ê, tất cả đều tự động nha mà. À có giấy chùi đít luôn các bạn, nhưng mà giấy chùi đít để hay sao các bạn? Các bạn phải lấy giấy chùi đít ở đây. Ô có cung cấp giấy chùi đít nhưng mà không cho chúng ta lấy giấy chùi đít thì làm sao mà chúng ta chùi đít đây? Khá là vô lý nha. Rồi, ở đây sẽ có một cái khu vực để chúng ta ngồi, cái giường này chúng ta ngồi chứ không thể nằm được. Rồi, chúng ta sẽ tham quan sang những cái khu vực khác nha. Ô là trời, bên đây là cái gì đây? À bên đây là một cái tù nhân và cái tù nhân này đang bị nhốt, chúng ta không thể nào mà chúng ta giải cứu được cái tù nhân nè. Chào anh tù nhân, dạo này ở trong đó khỏe không anh? Ăn uống đâu được không anh? Nhìn mặt thấy có vẻ căng quá các bạn. Ở đây một cái khu vực cấp cao hơn, nhưng mà ở trong đây cái nhà tù này nó dơ bẩn quá các bạn ơi. Giấy rồi nó quất kìa, những cái người bạn đi vệ sinh là ỉa đái kìa, bỏ tùm lum chùi đít mà không dọn dẹp giấy gì hết trơn, rất là dơ bẩn luôn các bạn. Nhưng mà những cái vật dụng ở chỗ này vẫn còn xài được kìa các bạn. Đây vẫn còn xài được bình thường đó, chúng ta vẫn đi ỉa bình thường nha, nó vẫn hoạt động tốt bình thường. Ở đây còn có một cái còi báo động nữa thôi các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gác này các bạn. Đây đó, đây là chắc là dành cho cái khu vực nhà tù cho những cái phạm nhân cực kỳ nguy hiểm rồi các bạn. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ tham quan những cái khu vực nhà tù khác nha. Còn ở đâu nữa không ta? Ủa là trời, ở đây còn có một cái khu vực cực kỳ xịn sò luôn các bạn. Cái khu vực này là cái khu vực cấm nha, cái này là sẽ giam những cái tù nhân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm luôn á trời. Ok các bạn ha, ngoài ra chúng ta còn có một cái khu vực nữa, đó chính là cái phòng thẩm vấn nha các bạn. U là trời nè, ở đây chúng ta sẽ thẩm vấn cũng như là điều tra cái tù nhân cũng như là điều tra tội phạm nha các bạn. Hiện tại là mình đang điều tra một cái bạn có nickname là Hà Minh Sushi, không biết bạn có tội gì không nữa các bạn. Mình nghĩ bạn không có tội đâu, bạn là một cái công nhân tốt mà. Ở chỗ này là cái phòng thẩm vấn, chúng ta sẽ điều tra những cái người có cái khả năng nghi ngờ đến cái vụ án nha các bạn. Mình cảm nhận là cái nhà tù này nó giống với cái nhà tù ở ngoài đời thật đến 100% luôn các bạn. Cái chỗ này đó chính là cái khu vực quan sát nè các bạn. Thì trong cái quá trình phỏng vấn đó thì các bạn ở trong cái phòng này nè, các bạn sẽ nghe thấy cũng như là những cái gì diễn ra ở bên ngoài cái phòng phỏng vấn kia đó, nó giống như là ở trong phim thật luôn các bạn, nó xịn sò thật sự luôn á trời. Rồi ha, vậy là nội dung clip của mình đến đây là hết rồi nha, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye nha.